Lần đầu tiên thì cho phép Minh Tú gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị. Và một ca khúc đầu tiên ngay sau đây sẽ là một ca khúc mà Minh Tú đã thể hiện trong chương trình The Voice và hát được mang tên Ánh Nắng Của Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư nhẹ. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi ký ức về ngày hôm qua. Xóa đi bao ngày đêm vây quanh cuộc đời nơi anh phố say, anh mong được tình yêu ấy. Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu. Yeah.